Trong 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng CPI của tỉnh Gia Lai tăng 3,71% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 10 hàng hóa tăng so với cùng kỳ, gồm nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,24%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,23%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 6,04%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,04%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,76%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 5,35%, nhóm đồ uống và nhóm thuốc lá tăng 5,24%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,08%, nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,07%, nhóm giao thông tăng 3,23%.